Hoàng Dung và Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và sau đây là phần tin thế giới, mời quý vị theo dõi với Hoàng Dung. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Đức nói, tôi sẽ tiếp tục gặp các nhà hoạt động của Trung Quốc. Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas nói rằng, ông sẽ tiếp tục gặp các nhà hoạt động và luật sư nhân quyền ở Trung Quốc, ở cả Đức lẫn khi mà đi thăm Trung Quốc, sau khi mà Bắc Kinh chỉ trích cuộc gặp của ông với nhà hoạt động George Hu Wong của Hồng Kông. Khi Thủ tướng Đức tới Bắc Kinh, bà gặp các nhà hoạt động và luật sư nhân quyền. Ông Maas đã nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo vào hôm 12 tháng 9. Khi tôi tới Bắc Kinh, tôi cũng làm như vậy, và tôi cũng làm vậy ở Berlin, và tôi sẽ không thay đổi trong tương lai. Ông Maas đã trao đổi với nhà hoạt động dân chủ George Hu Wong của Hồng Kông tại một cuộc gặp ở Berlin hồi đầu tuần này. Bắc Kinh sau đó đã triệu đại sứ Đức tới để phản đối. Quan điểm cơ bản của chúng tôi về Trung Quốc, một quốc gia hai chế độ, không thay đổi, ông Maas đã nói thêm. Chúng tôi ủng hộ quyền của người Hồng Kông dưới chính sách này của Trung Quốc. Và thưa quý khán thính giả, sự có mặt của George Wong ở nước Đức đã gây ấn tượng rất đẹp cho chính quyền Đức. Bản tin cho hay là anh Joshua Wong đã tới Bá Lanh tham dự sự kiện có tên là Build 100 Party hôm thứ Hai ngày 8 tháng 9, nơi tụ họp 100 nhân vật xuất sắc nhất được lựa chọn từ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nghệ thuật, văn hóa và thể thao của nước Đức được mời tham dự. Hội nghị Build 100 Party do tờ báo lá cải có tên là Build nổi tiếng thuộc con khủng long truyền thông Đức, là tập đoàn truyền thông Axel Springer đứng ra tổ chức trong nhà hàng trên tầng thượng của tòa nhà trụ sở Quốc hội Đức. Vào cuối buổi tiệc thì anh Joshua Wong đã có buổi tiếp xúc trò chuyện với Ngoại trưởng Đức, đó là ông Heiko Maas, và phát biểu trước báo giới Đức. Hình ảnh nhà hoạt động trẻ Joshua Wong, 22 tuổi, với chiếc điện thoại trong tay, thỉnh thoảng anh liếc mắt vào đó và hùng hồn phát biểu trước ống kính của các nhà báo đã được truyền trên nhiều kênh truyền hình của Đức quay lại, đặc biệt là đài truyền hình ZDF đã chiếu trong các chương trình thời sự. Và như bản tin ở bản đầu Mai Tuấn vừa nói, hình ảnh này đó là hình ảnh rất đẹp, nói về anh Joshua Wong ở tại nước Đức, thưa quý vị. Anh Quốc đã bắt giữ 86 người vượt biên trái phép, bao gồm người Việt Nam. Giới chức của Anh Quốc vào hôm 10 tháng 9 đã bắt giữ 86 người vượt biên trái phép qua eo biển Manche từ Pháp vào Anh Quốc bằng những tàu nhỏ. Đây được cho là số người vượt biên lớn nhất đã bị bắt giữ chỉ trong một ngày tại Anh Quốc. AFP trích thông tin từ Bộ Nội vụ Anh Quốc cho biết, trong số những người bị bắt giữ thì có cả phụ nữ và trẻ em từ 8 nước khác nhau, trong đó có Việt Nam. Một số người trong số này đã lên bờ và đã bị bắt giữ. Một số khác vẫn ở trên thuyền ngoài biển và đã bị tuần duyên chặn bắt. Theo số liệu thống kê được giới chức Pháp công bố hồi tháng trước, thì từ tháng 1 cho đến nay thì đã có khoảng 1.450 người vượt biên vào Anh Quốc được tuần duyên của Anh Quốc hoặc là Pháp cứu, gấp đôi con số người vượt eo biển giữa hai nước trong cả năm 2018. Người phát ngôn Bộ Nội vụ của Anh Quốc cho biết, việc vượt biên qua eo biển giữa hai nước bằng tàu nhỏ rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì các nhóm tội phạm đã bất chấp tính mạng của người vượt biên và vẫn cố đưa họ vượt biển vào Anh Quốc. Những người bị bắt giữ đã được đưa về thị trấn Dover để kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn. Sau đây là một bản tin cũng có thể là một tin vui cho chúng ta vì đây là một khám phá mới của khoa học ở trong vũ trụ. Đó là việc phát hiện nước ở trong bầu khí quyển của hành tinh ngoài hệ mặt trời. Các nhà khoa học của Anh Quốc loan báo lần đầu tiên là nước đã được phát hiện trong bầu khí quyển của một hành tinh ngoài hệ mặt trời. Nhóm nghiên cứu tại trường đại học London hôm 11 tháng 9 đã cho biết là họ đã phát hiện hơi nước trong không khí của một hành tinh cách trái đất 110 năm ánh sáng có nhiệt độ thích hợp cho sự sống. Hơn 4.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời đã được phát hiện. Nhưng các nhà khoa học nói đây là hành tinh ngoài hệ mặt trời duy nhất có nước, có nhiệt độ cần thiết cho đời sống và một bề mặt nhiều đá. Hiện chưa biết hành tinh vừa kể có nước chảy trên bề mặt hay là không. Hành tinh đó có kích cỡ gấp 2 lần trái đất, khối lượng gấp 8 lần. Tuy nhiên thì các nhà khoa học nói
siêu trái đất này có một khoảng cách lý tưởng với mặt trời của nó để có thể bảo đảm sự sống. Tìm thấy nước trong một thế giới có thể ở được là một điều đáng phấn khích. Đó là lời tuyên bố của nhà khoa học Angelus Chiaros, là tác giả đứng đầu phúc trình của Đại học London, được công bố trong tạp chí có tên là Nature Astronomy. Và kính thưa quý vị, các nhà khoa học hy vọng là những cuộc thám hiểm trong tương lai để phát hiện hàng trăm hành tinh ngoài hệ mặt trời khác sẽ được thực hiện trong những thập niên tới. Một thế hệ mới, các dụng cụ thám hiểm sẽ có thể mô tả bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ mặt trời một cách chi tiết hơn. Viễn vọng kính không gian của Cơ quan Không gian Châu Âu dự kiến sẽ được phóng vào năm 2028 và sẽ quan sát khoảng 1.000 hành tinh, thưa quý vị. Số lượng lớn này đủ để chúng ta xác định những mô thức và những dị biệt. Và thưa quý khán giả, cũng nhân với bản tin này thì chắc chắn là Hoàng Dung, Mai Tuấn và cũng giống như quý vị thôi là chúng ta mới thấy đúng là vũ trụ. Dạ. Cái trái đất mà chúng ta đang xoay quanh mặt trời đây là hệ mặt trời. Dạ. Đấy, nó chỉ là điều mà chúng ta thấy, mà từ đây chúng ta chỉ mới gọi là tạm đổ bộ sang mặt trăng. Yeah. Gọi là bước xuống mặt trăng chứ cũng chưa có khám phá mặt trăng có gì. Yeah. Còn mặt trời thì lâu mới có thể tới, tới là đốt cháy liền. Yeah. Cho nên chúng ta thấy kinh hoàng mà. Cái ngoài hệ mặt trời, tức là cái chỗ mà khám phá nó có nước ấy. Yeah. Tức là cách trái đất của chúng ta hơn 100 năm ánh sáng. Wow. Mà ánh sáng nó đi lẹ đến là một giây thì nó đi bao nhiêu cây số rồi. Cho nên nó ở xa lắm, chúng ta mới thấy là biết đâu là UFO là chuyện có thật. Dạ, cũng có thể ha. Rất có thể UFO, tức là người ở một cái hành tinh khác vào hệ mặt trời của chúng ta. Dạ. Họ chưa được khám phá ra thôi, cho nên là chúng ta mới tin vào Thượng Đế là đấng vô cùng cao trọng là như thế, chứ không phải là cuộc sống này rồi chết đi là hết đâu. Dạ. Phải không? Dạ. Đó. Bản tin sau cùng Mai Tuấn gửi tới quý vị một chút về tin thế giới quý vị nhé. Đó là Cuba đang phải đối mặt với thiếu hụt nhiên liệu vì bị Hoa Kỳ trừng phạt. Bản tin nói rõ là Cuba phải thực thi các biện pháp khẩn để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trong tháng 9 vì việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách chặn các chuyến hàng chở dầu tới đất nước này. Chủ tịch của Cuba là ông Miguel Díaz-Canel đã nói hôm 11 tháng 9, theo như hãng tin Reuters cho biết như vậy, đảo quốc này phải hạn chế sử dụng nhiên liệu vì tình trạng thiếu hụt, dù một tàu cung cấp nhiên liệu sẽ cập cảng vào ngày 14 tháng 9 và một tàu khác sẽ tới vào cuối tháng 9. Ông Díaz-Canel đã nói trong một cuộc thảo luận bàn tròn trên truyền hình nhà nước. Ông nói rằng mọi chuyến hàng cho tháng 10 đã được bảo đảm. Nền kinh tế của Cuba đã đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiền mặt kể từ năm 2015, sau khi vấp phải tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu từ đồng minh tả khuynh, đó là Venezuela. Điều đó đã buộc chính quyền Cuba phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Và kể từ đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã thắt chặt biện pháp trừng phạt Cuba, vốn kéo dài suốt nhiều thập niên qua, nhằm buộc chính quyền Cuba cải cách và từ bỏ ủng hộ đối với Tổng thống Venezuela, đó là ông Nicolas Maduro. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin thế giới, và sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại để cùng với chúng tôi nghe tin châu Á với một vài tin chính như sau. Trung Quốc kêu gọi Mỹ nối lại đàm phán với Triều Tiên. Đài Loan yêu cầu công dân tránh xa Hồng Kông và Trung Quốc.